À, mấy hôm nay mình lên trên mạng mình nghe thấy mọi người nói cái vụ cái gì xử cái thằng Hồ Duy Hải đấy, mình thấy lâu lắm rồi mình biết cái vụ này mà chả thấy ai khóc cho hai cái cô bé bị hại đó, mà đi khóc cho một cái thằng nó như vậy, mà trong khi nó đã khai ra, nó đã nhận tội, nó đã khai ra là nó bán những cái đồ nó lấy của hai cái người đấy, nó bán ở đâu rồi được bao nhiêu tiền. Thì nếu mà những cái người mà cái nhất là cái bọn ba que đấy mà chúng nó nói là thằng này bị oan ấy, thì tại sao chúng mày không thuê một người luật sư rồi đi tìm cái chứng cớ, cái bằng chứng đó. Nhưng mà mình thấy một điều nữa là rất là lạ là ở bên này đấy, khi mà bạn ra tòa đấy, trừ hai cái luật sư của hai bên, họ biết cái chuyện gì xảy ra thôi. Ngoài ra bất cứ ai cũng không biết. Kể cả cảnh sát khi mà mình có hỏi người ta cũng không bao giờ người ta nói. Đó là cái cách mà tòa án ở bên này người ta làm việc. Không hiểu tại sao Việt Nam ở Mỹ hết cả lên. Xong rồi trên Facebook này toàn toàn là luật sư Facebook. Đúng không? Toàn những thám tử rồi chuyên gia rồi luật sư rồi bào chữa rồi đủ các kiểu. Các bạn lần trước mà mình vẫn kể cái câu chuyện là mình đi ra tòa mình làm chứng đó, và làm chứng cho cái gì mình nhìn thấy. Nhưng mà khi mà mình hỏi cảnh sát là ta không hiểu tại sao mà những cái chuyện như là đánh vợ hay là đánh người yêu hay là cái gì ấy, nó rất là bình thường thôi, thì làm gì đến những năm cái xe cảnh sát tới mà xử hàng bao nhiêu lâu rồi chưa xong. Cảnh sát nó cũng nói cho mình nghe, trong khi mình là cái người trực tiếp ở trong đó, mình là cái người lên tòa để làm chứng. Nó không nói cho mình nghe cái thằng đấy nó phạm cái tội gì hay là cái gì đó. Nhưng thế đến đến lúc lên mình cũng đều lên trên tòa, thì trước tòa đấy cái ông luật sư ấy, ông mới đưa cái nóc, ông đưa cái nóc nhà của mình, những cái hình cái nóc nhà của mình ông đưa cho mình. Ông bảo là cô nhìn đây có phải là cái nhà của cô không. Mình bảo mình không biết. Dạ thưa tôi không biết, tại vì tôi chưa bao giờ tôi trèo lên nóc nhà cho nên tôi không biết cái nhà của tôi là như mình trả lời cũng đều, mà thật sự là như vậy. Nhưng mà thực sự ấy là tại vì cái nhà của mình, cái địa chỉ của mình ấy các bạn, ở trên những người sống ở nước ngoài, những cái người mà người ta biết rồi thì mình không nói, nhưng mà mấy cái ông bà già mà chống cộng ấy, các ông không hiểu gì đâu, khi mà có cái địa chỉ của mình á, người ta chiếu thẳng vào nhà mình, người ta chụp được hẳn vào trong cái nhà của mình rồi, người ta biết nhà mình đấy là trên trên mạng. Còn nếu như là trên phường ấy, giống như Việt Nam gọi là phường đấy, mình chỉ cần lên mình cho cái địa chỉ thôi là nó biết nhà mình như thế nào, cái hồ sơ của nhà mình như thế nào, xây dựng như thế nào. Thế đến khi nó đối chiếu vào mà nó thấy mà cái mình xây thêm ra, xây thụt vào hay là như thế nào, nó nhìn nó biết ngay. Cho nên là bên này nó rất là chặt chẽ về những cái chuyện đất đai như thế. Mặc dù nhà của mình đấy nhưng mà mình muốn xây ra, xây vào nó không được. Cho nên mấy cái ông bà già ở bên này đấy, làm ơn ở bên này, cái chuyện ở bên này thì nếu mà mình chưa biết thì chưa hiểu ấy thì đi học đi. Rồi đừng có phóng mãi về Việt Nam chả biết cái con mẹ gì, trong khi mình sống ở đây mình chưa hiểu gì hết. Nói chung là thì luật pháp Việt Nam thì nhiều nhiều cái luật nó ra là đúng, nhưng mà những cái người hành thực hành cái luật đó nhiều bố cũng gian manh lắm, cho nên là cũng khó nói lắm, hiểu không? Nhưng mà những cái chuyện chẳng hạn như là cái thằng này nó tinh trùng của nó cái gì thử DNA ra thì cái tinh trùng của nó ở trong người cái cô cái người kia rồi, còn cãi vào đâu được nữa, đúng không? Rồi những cái hình ảnh giống như là đi ra chợ mua cái thớt thì có khả năng là khi mà hỏi á,
cái thớt đấy nó không còn thì người ta hỏi là cái thớt đó hình dáng như thế nào, con dao nó ra làm sao, thì có thể người ta mua về để người ta làm cái bằng chứng nó giống như vậy, để người ta làm lên một cái hiện trường. Hiện trường khi mà, tại vì mình biết được là ở Việt Nam á, khi mà xử một cái gì ví dụ giết người hay là hiếp dâm gì đấy, là cái người người mà gây án ấy là phải diễn lại những cái gì mình đã làm, đúng không? Để cho nó khớp, nghe hoãn lại đấy ông ơi. Nhưng mà bên này các bạn, người ta điều tra một cái vụ gì người ta điều tra rất là lâu, rất là kinh. Nhưng mà nói về á, nếu mà người Việt Nam mình á mà có cái kiểu luật như ở bên này, chỉ những người nghèo là khổ thôi các bạn, người nghèo cực kỳ khổ. Chỉ những cái thằng giàu á là nó cầm cân thôi. Tại vì như này, mình lấy một ví dụ như là một cái chuyện ở bên này. Ví dụ một thằng nó lái xe, ở bên này nó gọi hit and run, ok, nhưng mà đánh xong rồi chạy đó. À, chào chị Nisa Vũ, hoãn lại để tình ông An sơ thẩm lại từ đầu đó chị, cho người dân họ tâm phục và hải ngoại chứ hải không ngoan đâu chị. Thì nghe như thế là biết rồi, đâu có phải chỉ vì cái thớt, không có cái thớt mà có thể là cái thằng đấy nó được nào oan được đâu, cái đấy đơn giản thôi mà. Người ta điều tra, người ta điều tra nhiều thứ chứ. Nhưng mà mình đang nói là ví dụ như một một cái chuyện ở bên này nhá. Một cái thằng nó lái xe xong nó đâm chết người, ok. Xong nó chạy. Nó chạy thì khi người ta bắt lại nó đấy, nếu như có bằng chứng là nó lái cái xe đấy, thì cái thằng mà lái mà đâm chết người nó mới chịu, nó mới bị tội, ok. Rõ ràng là cái xe của nó, ok, rõ ràng là cái xe của nó, nhưng nó có tiền đấy các bạn, nó sẽ thuê luật sư. Khi mà nó chạy ra khỏi cái xe đấy rồi, nó sẽ xóa hết những cái dấu vết đi, xong nó chạy về nhà nó chẳng hạn, mình lấy một đây là một cái ví dụ thôi. Nó chạy về nhà nó xong rồi nó gọi phone cho cảnh sát, nó bảo là tôi bị mất cái xe, hoặc là ai đó ở nhà nó, xong rồi nó tạo lên những cái bằng chứng là nó có mặt ở hiện trường ở chỗ nào đó. Thì khi mà lên luật sư đấy, tại sao ở bên này là phải cái thằng có tiền nó sẽ thắng, nó sẽ thuê được những cái luật sư giỏi, còn cái thằng nghèo không có tiền dùng cái luật sư mà những cái luật sư mà mới ra trường đi thực tập làm cho nhà nước hay là đi thực tập thì không mất tiền, nhưng mà những cái đấy là những cái luật sư mới ra trường, nó không có cái kinh nghiệm, ok. Thì những cái thằng mà nó có tiền đấy, nó sẽ bỏ tiền ra nó thuê luật sư nó sẽ cãi, hai bên nó cãi nhau, cãi đi cãi lại, cãi đi cãi lại, rồi nó dùng những cái luật để nó luồn, nó lách. Thằng luật sư nó giỏi, nó có cách cãi của nó, thì nó sẽ biết cách để nó luồn lách, thì cuối cùng cái thằng giàu á nó sẽ thắng, tại vì nó thuê được luật sư giỏi. Thế bây giờ những cái người mà con mà nó bảo bây giờ tao bị mất cái xe này rồi, không biết ai ăn cắp của tao mà bây giờ nó đâm vào người ta, thì bây giờ nó cãi nó, trừ khi cái luật sư đối phương ấy, người ta đi người ta tìm ra cái bằng chứng là cái lúc đó thằng này nó ở đó, hoặc có một ai đó người ta chụp được hình của cái thằng này lái trong cái xe đó hoặc chạy ra ngoài đó, thì là đủ bằng chứng để cho biết là ồ, thằng này lái xe trong cái giờ đó húc vào người ta rồi chạy mất đó. Cho nên là cái kiểu ở Việt Nam á, dân á, người giàu thì cũng rất nhiều mà người nghèo thì cũng rất nhiều, nhưng mà nếu mà ra cái kiểu như luật ở bên này cứ có tiền đi thuê luật sư về cãi á, xin lỗi các bạn á, những người nghèo rất là khổ, đúng không, oan tối ngày á. Mình nói thật đấy, cho nên là lý do tại sao ở bên này á, luật sư nó mở một cái tòa ra là đã phải bao nhiêu tiền cho nó rồi, đúng không? Khi mà hai cái luật sư cãi nhau là mình mướn cái luật sư đó, mình thuê cái luật sư đó về cãi cho mình lại phải trả tiền rồi,
Cái gì cũng tiền, cái gì cũng tiền hết, chứ không phải ngồi đấy mà nói ở chữ ôi giời tôi oan, tôi oan thằng đó nó làm thế này, tôi bị oan này, thằng này nó làm thế này, không tôi bị oan, không có cái chuyện đó. Không có cãi nhau bằng mồm, nó phải cãi nhau bằng bằng chứng, rồi những cái thằng luật sư nó phải giỏi nó cãi. Đó là lý do tại sao phải bỏ tiền ra thuê luật sư. Còn cái bọn ở bên hải ngoại ấy, mà chúng nó giỏi, chúng nó về Việt Nam, chúng nó thuê luật sư Việt Nam để cãi đi. Thuê ông nào giỏi đấy, về mà cãi. Thuê luật sư Mỹ về cũng chẳng làm được gì. Tại vì luật sư Mỹ là nó luật của nó ở bên Mỹ, luật Việt Nam khác. Đừng có nghĩ cái gì Mỹ cũng hay. Về vụ này xảy ra tại tỉnh Long An, ồ vậy hả? Thế cũng, nếu mà thế cũng hay, để cho người ta biết là bằng chứng như thế nào như thế nào. Nhưng mà cái này cũng là một cái bài học để cho những cái người mà công an hay là những cái người tìm hiểu này kia các thứ, để cho người ta rút kinh nghiệm từ những cái chuyện này. Cái gì cũng thế, ở cuộc đời này cũng vậy, mình phải va vấp, mình phải va chạm, mình phải thế này thế kia thì mình mới có được nhiều kinh nghiệm, đúng không? Trong cuộc đời con người ạ, cũng thế thôi. Rồi mình đi, mình có vấp nhiều, mình có bị thất bại nhiều thì mình mới có được nhiều kinh nghiệm chứ. Chứ đâu có ai phải ai đó, đẻ ra một cái biết đi ngay đâu. Đúng không? Thì cũng phải làm ra cho nó đàng hoàng, để sau này cho những cái người mà nhà chức trách, những cái người công an, những cái người có bổn phận làm những cái gì ấy, phải thật sự là cẩn thận. Đúng không? Phải đâu vào đấy, để cho không có những chuyện này nữa xảy ra. Chứ còn ở đâu mà chả có oan. Bản thân Hải đã nhận tội giết hai nạn nhân và chỉ xin chủ tịch nước giảm án xuống chung thân. Chỉ có bọn dân chủ cuội là nó nói Hải oan. Các bạn ơi, cái trò này của chúng nó diễn được mấy chục năm nay rồi, chúng nó làm như thế để làm gì? Để nó kêu oan, kêu đủ các thứ lên, xong rồi dân nó gây quỹ. Nó gây quỹ để giúp cho cái bà này bà khổ lắm. Mẹ nó như thế này như thế kia thế nọ trai. Xong bắt đầu nó ở bên này nó gây quỹ. Nó gây quỹ thì gây được 100 1.000 đồng ấy, thì cái may ra cái bà đó được 1 đồng. Chưa chắc đã được 1 đồng mà được 50 sen. Đó. Trời ơi, cái trò này từ lâu rồi mà cha chúng nó đi các bạn. Cái chuyện luật pháp của Việt Nam cứ làm thôi. Còn cái chuyện chúng nó kêu gào ấy thì cái bà ông nó gửi càng nhiều tiền về Việt Nam mà càng tốt. Không? Theo mình ấy là đấy. Cái chủ yếu là luật của Việt Nam làm sao mà xử lý cho nó dứt khoát, có thế thôi, cho nó đâu vào đấy. Thì đây cũng theo mình thấy thì đây cũng là một cái bài học để cho những cái người công an, những người cán bộ hay là những cái nhà chức trách hay là cái gì các đó, càng ngày cái luật pháp rồi cái cách làm việc nó càng càng tốt hơn lên, để không có những cái chuyện này xảy ra nữa. Chứ còn cái chuyện chúng nó kêu gào, nó quyên góp, người Việt Nam nó đâu mất xu nào đâu, kệ bà đúng không? Để cho chúng nó thằng nào ngu thằng chết. Quyên góp ba cái trò đấy, quyên mới trả góp nên này. Mình chả bao giờ mình cho chúng nó hào nào hết. Cho nên kệ đó. Chục lần rồi nó xảy ra những cái chuyện đấy là nó ôm tiền nó chạy rồi, nhưng mà chúng nó vẫn cứ làm. Chúng nó vẫn kiếm được. Đúng không? Cho nên là cái chuyện đó là nó là muôn thuở rồi. Nhưng chứ còn chống Việt Nam thì nó cũng chẳng làm được gì đâu. Đúng không? Cho nên là các bạn đừng lo kẻ cha chúng nó. Còn theo mình thấy ở Việt Nam người ta có luật pháp, người ta có bằng chứng, người ta điều tra này kia, đâu phải đơn giản đâu. Thằng này đã nhận tội rồi thì làm gì còn gì để nói nữa. Đúng không? Mình nghĩ là người ta sẽ có những cái clip, nhưng mà người ta không bao giờ người ta cho mình xem. Người ta sẽ có những cái khi mà
phỏng vấn hay là cái gì á, người ta vừa viết xuống, người ta vừa quay phim rồi này kia các thứ, người ta đều có hết, nhưng mà không bao giờ người ta cho mình xem, không bao giờ, tại vì chính quyền người ta đâu có cần phải thanh minh với thằng nào đâu, đúng không? Người ta có bằng chứng hết chứ, người ta đâu ngu cái thời buổi này. Chỉ có cái bọn hải ngoại, tại vì nó sang đây nó nhà quê, nó nói nó sống ở xứ văn minh này nhưng mà thật sự chúng nó nhà quê lắm, nó chả biết cái gì cả, ngay cái chuyện lên mạng hay là lên gì nó đang ngồi nó livestream xong nó bị cắt, xong nó cũng bảo cộng sản đánh phá nó đó. Nó nhiều vấn đề lắm chứ, nhiều khi cái mạng của mình yếu, nhiều khi cái mạng của mình nó bị cắt, thế là cái mạng của mình nó bị gì, cái Facebook này đâu có thể phải của Việt Nam làm chủ đâu, bảo của Việt Nam làm chủ, bảo tao có muốn cắt mày tao cắt, bọn bọn Mỹ nó làm chủ, hay là những cái bọn này nó làm chủ, đôi khi những cái chuyện của mình đưa lên chưa chắc nó đã cho mình đưa lên, tại vì nó về với vấn đề chính trị này ở bên này. Những cái bài mà mình share đấy, những cái mà của cái nước này á mà mình share đi á, chưa chắc nó đã cho mình share đi, nó bảo cái này không được share, không được share ra, chứ cứ động một cái nó bổ cộng sản nó phá. Mà em nghĩ cần làm lại để tâm phục khẩu phục bọn chúng chứ, dựa trên chứng cớ như thế cũng, em nghĩ vẫn còn bị yếu kém của các đồng chí điều tra ban đầu. Như chị nói em đồng ý, mình cần rút kinh nghiệm và học hỏi, vì Âu cũng là một mạng người chị nhỉ. Bởi vậy cho nên người ta mới để hàng hơn chục năm rồi, chứ nếu không thì đã cho vào tiêm thuốc từ lâu rồi, đúng không? Tại vì nó có nhiều cái vấn đề, nó những cái lặt vặt là cái gì ấy, nó bị lủng củng, thì cái này cũng là một cái hay. Các bạn biết những cái trò mà buôn thuốc phiện á, đi qua những cửa khẩu á, ngày xưa nó lọt nhiều lắm. Tại sao nó lọt được? Tại vì những cái người ở cơ quan ở cửa khẩu hàng không đấy, người ta chưa có nhiều kinh nghiệm, người ta chưa có suy nghĩ được chúng nó làm những cái bằng những cái trò gì. Rồi từ từ mỗi một ngày người ta update, người ta rút kinh nghiệm, sửa sang lại, người ta làm mới đi. Chẳng hạn ngày xưa hả, những cái nơi mà được mang thịt, mang gì đấy, nó đút cả bạch phiến các thứ vào những cái thịt, thế là những cái gì á, nó đâu có tìm được ra đâu, tại vì nó chưa có cái máy móc hiện đại. Rồi từ từ người ta suy nghĩ, người ta suy nghĩ được thì bắt đầu người ta mới làm ra những cái công cụ để kiểm tra những cái thứ đó. Rồi nó đem nó dán cả vào những cái hình hình ảnh ấy, nó dán hai cái lớp gì á, nó dán mỏng mỏng đằng sau bạch phiến ở đó. Nó dùng cái bọn mà nó mưu mô ấy, thì nó dùng đủ thứ để nó lọt qua. Thì những cái người người ta kiểm tra đấy, người ta lại phải dùng những cái cách gì để người ta suy nghĩ, để người ta bắt chúng nó. Thế cho nên nó mới có một cái câu rất là hay là trong những người cái gì, những người quan là phải mưu mô, nếu mà không mưu mô thì sẽ bị chúng nó mưu mô, thì nó mình không bắt được nó. Những người quan chức, những người người ta học hỏi, người ta phải hơn, cái đầu của người ta phải hơn chúng nó, đúng không? Chứ nếu không thì cái bọn mà nó suy nghĩ ra đủ các trò đấy thì ai bắt được nó? Mẹ của Hải cũng đến nhà nạn nhân đưa 10 triệu xin được giảm án. Đấy, hối lộ thấy chưa? Trời ơi, cái trò người Việt Nam mình như vậy từ lâu rồi. Nhưng mà người ta có giảm cho